Xin chào tất cả các bạn nhé. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình airdrop nhận 50 triệu token có ký hiệu là lớp Inu. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chatbot. Rồi các bạn click trang, các bạn đưa code 892172. Rồi, nhiệm vụ khá là nhiều luôn, các bạn cố gắng làm. Nhiệm vụ đầu tiên, các bạn join group nè. Rồi bấm up lên nè, tiếp tục join tiếp kênh seller nè. Tiếp tục follow tại Twitter và retweet bot nè. Rồi, trên tại Twitter các bạn theo dõi nè các bạn. Đây thì các bạn viết, các bạn like, các bạn tweet lên thôi nha các bạn. Rồi các bạn like, tweet dưới. Rồi, tiếp tục con bắt up lại các bạn. Các bạn follow Instagram nè. Rồi, giúp fan. Trên Instagram thì bạn theo dõi người ta các bạn. Rồi bạn bắt up lên. Tiếp tục subscribe kênh YouTube nè. Rồi các bạn bấm đăng ký, mình đã đăng ký rồi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn follow và tweet nữa nè. Hai kênh seller. Rồi các bạn like nè, các bạn tweet lên nè. Rồi bạn bắt up lên các bạn. Tiếp tục join kênh Telegram nữa nè. Rồi mình xin gọi bấm submit tên các bạn. Rồi dòng đầu tiên bạn địa chỉ email cho các bạn vào. Tiếp tục điền là username tại Twitter. Tiếp tục submit đường submit Instagram đường link Instagram profile mình nha các bạn. Thì bạn vào lấy đường link của Instagram mình. Rồi các bạn nhập vào đây. Các bạn nhập vào avatar mình. Rồi các bạn copy lên. Rồi bạn bắt đắp lên các bạn. Tiếp tục các bạn bấm set nha các bạn. Tiếp tục gửi đường link và profile YouTube của mình nha các bạn. Submit you và profile. Thì trên YouTube thì các bạn nhập vào. Thì trên YouTube thì các bạn nhập vào avatar của mình nha các bạn. Nhập vào kênh của bạn. Các bạn nhập vào bà kênh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Submit Julima link lớp Inu video. Thì các bạn nhập vào đây các bạn. Này nó không nói. Các bạn nhập vào đây các bạn chia sẻ video nữa nha các bạn. Các bạn tự quyết nè. Rồi bấm đăng test. Rồi các bạn trở về tờ Twitter mình nha các bạn. Bạn nhớ cho bao cảnh cùng, nhập vào một hồ sơ nè. Các bạn nhập vào bao cảnh cùng, các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi bạn gửi cho bot nè. Tiếp tục bấm set nè. Tiếp tục bấm set nè. Tiếp tục còn gửi địa chỉ IP Smartchain Bet20 trên chiếc chocolate mình nha các bạn. Rồi bạn nhắn đây. Tiếp tục con son chào kênh group support nữa nè. Rồi bấm cơm lắc. Rồi các bạn dễ lên ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân. Mọi lượt ghép các bạn được nhận được 20 triệu tục cần lớp Inu. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình ghép nhận 50 triệu tục cần lớp nên kết thúc các bạn. Vì mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.